Thưa quý vị, sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19 và đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 vừa qua, tình hình trật tự an toàn giao thông đã có những diễn biến phức tạp trở lại. Thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, sáng nay, lực lượng công an trên toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân tổng kiểm soát các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Phản ánh của phóng viên thời sự. Lúc 7 giờ ngày 15 tháng 5, tuần tra trên tuyến đường Già Lê, thị xã Hương Thủy, tổ công tác đặc biệt của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phát hiện đoàn xe chở cát biển số Quảng Nam có nhiều dấu hiệu vi phạm luật an toàn giao thông. Qua kiểm tra, tổ công tác đã tiến hành tạm giữ phương tiện, yêu cầu hạ độ cao, lập biên bản xử lý theo quy định. Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 15 tháng 5 tiến hành ra quân tổng kiểm soát toàn bộ phương tiện giao thông, trong đó tập trung vào ô tô kinh doanh vận tải hành khách, container, ô tô con, xe máy. Thời gian thực hiện tổng kiểm soát là 1 tháng. Đợt ra quân này thì chúng tôi là triển khai tổng thể tất cả các phương tiện nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ để mà phục vụ cái ra quân cho nó có hiệu quả. Tập trung các cái lỗi mà liên quan đến là cái nguyên nhân xảy ra tai nạn. Ví dụ như là chạy ẩu, vượt ẩu, rồi là tốc độ, xe mô tô, xe ô tô vi phạm nồng độ cồn. Thời gian này, cảnh sát giao thông các đơn vị địa phương được dừng các phương tiện để kiểm soát các loại giấy tờ theo quy định như giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường và giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới. Bên cạnh đó, cảnh sát giao thông cũng sẽ tập trung xử lý nghiêm hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, làn đường, phần đường, tránh vượt, vi phạm quy định về mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng, điều khiển xe thành đoàn. Thông qua cái cuộc ra quân này, nhằm là tuyên truyền rộng rãi đến thông tin đại chúng và tuyên truyền đến từng người dân, người tham gia giao thông hiểu cái ý nghĩa của cái việc ra quân để thực hiện cái điện. Cái nữa là để cho cán bộ chiến sĩ thấy được cái tinh thần trách nhiệm mà thực hiện nhiệm vụ cho một rất là hiệu quả, nhằm đảm bảo là cái kiềm chế được và dẫn đến giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí. Đợt ra quân tổng kiểm soát phương tiện lần này nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự an toàn giao thông, đảm bảo hiệu quả, kiềm chế giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự xã hội, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành Nghị định 100 của người dân sau thời kỳ giãn cách xã hội.